Xin chào mừng các bạn đến với Alpha Talk. Và khách mời rất đặc biệt của ngày hôm nay là kiên trì rèn luyện thói quen sống khỏe trong 27 năm thì mình sẽ có hội tụ 3 yếu tố: vừa trẻ, vừa đẹp, vừa tràn đầy năng lượng. Và em biết không, một cái thói quen mà chị vẫn giữ cho đến ngày hôm nay đó là 5 giờ sáng chị viết nhật ký. Khi mà chị viết những điều làm chị bốc hỏa đó, là chị có để tên người làm chị bốc hỏa trong đó không? Do những người khác thì chị có cái trang, nhưng mà riêng Alpha và em thì chị có một quyển luôn. I am here, I am now. Tôi có mặt ở đây, tôi có mặt ở hiện tại, phải luôn luôn trọn vẹn ở từng giây phút với cái người đối diện của mình. Alpha chắc không còn baby nữa đâu Trinh ơi. Sẽ mất status baby. Sẽ trở thành thánh giống Alpha. Chị cảm thấy rất là tự hào và biết ơn là chúng ta đã có duyên đến được với nhau với sức mạnh của Alpha. Và chị nghĩ là sự lựa chọn tuyệt vời của các bạn trẻ. Thanh xuân của rất nhiều người.